Bài này là bài 8.000 đôi, rồi chúng ta có 12.000 đơn và là 8.000 đôi, à, tức là 2 phần 3, 2 phần 3 số lượng của 1.000 đôi bằng 2 phần 3 số nguyện của 1.000 đơn, 8.000 đôi nha. Thì âm đôi là thực ra đấy, hai thằng đi sát liền nhau thì nó đọc nhanh nuốt vào nhau, hai thằng nó nhanh nó nuốt vào nhau thì nó trở thành 1.000 đôi, trở thành 1.000 đôi, hai thằng đọc rất nhanh và nuốt vào nhau. Thì cái yêu cầu chúng ta là mở khẩu hình ở âm đằng trước và kết thúc ở khẩu hình ở âm đằng sau, hai âm này đọc phải nuốt thật nhanh vào nhau nha. Thì âm đầu tiên mà chúng ta sẽ học ở đây đó là âm y, y là như này, nó có một y và ở y ở đấy, mở khẩu hình âm trước kết thúc khẩu hình âm sau, y ở here đó, tương tự như vậy. U cũng vậy, u ơ nhé. Âm tiếp theo này, u hôm nay đó này, ở u tourist tourist ở here here tourist tourist here là ở đây, here ở đây, tourist là khách du lịch, tourist nha. Tiếp theo dễ không? Các bạn học học được nguyên âm đơn, phát âm chuẩn nguyên âm đơn thì các bạn phát âm nguyên âm đôi nó rất là dễ, nó rất là dễ luôn, các bạn học rất là dễ. Tiếp theo khẩu hình không thay đổi bao nhiêu đúng không? Wait nha, đợi chờ một tí. O không không phải là hôn ai đó, u mới là hôn ai đó, o thì là chỉ cần tròn môi như chữ o là được. O i o i oi oi boy boy wait đợi chờ boy 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 I'm boy. Ok, tiếp theo ai a a a i a i a i ai ai mai 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 là tôi đúng không? Mai là của tôi, của tôi. Mai mai là đại từ sở hữu của tôi đấy. Đây mai I love you. Ok, tiếp theo ta sẽ có từ cow 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 là con bò cái, thực ra đấy là một con bò dạng bò vặt sữa, cũng thể dùng bò, nó là chỉ loài bò thôi, đôi khi có phải là con bò cái mà là cow cow. Ta có biết là từ châu bò là buffalo, buffalo là châu bò đó. Cow 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 nha. Rồi 80 năm rồi, ta đi mấy âm rồi, 6 rồi đúng không? Hai âm cuối cùng nhá, hai âm cuối cùng đây là âm e ok nhá, hair. Rồi ơ dễ không? Rồi ôn tập một chút. Hair là mái tóc, show là cuộc biểu diễn hoặc cuộc trình diễn. Rồi 80 đơn sẽ được ôn tập như thế này. Hair, I, my, ear, here, a, wait. Show ow 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 cow 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 u u u u u tourist oi 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 boy. Ok nhá, vừa phát hiện thì mình quen rồi thì nó sẽ dễ, nhưng các bạn nào mới thì thấy nó hơi lạ và hơi khó một chút, nhưng không sao cả, các bạn cứ luyện nhá, luyện đơn trước luyện đôi sau sẽ rất là dễ thôi, không có gì khó đâu. Là đầu tiên rằng này, nếu các bạn đứng trước gương và cố gắng tập trung, cầm giấy vở và đọc khoảng tầm 30 phút, các bạn sẽ phát âm giống hệt như người Tây luôn, một lúc lúc sau các bạn có thể làm quen được với tiếng Anh và sẽ vào các giáo trình để học được tiếng Anh ngôn ngữ của mình. Nha, rất dễ thôi.
Chúng sẽ sang bài tiếp theo, nhưng mà đọc sự tắt video vào đây để cho các bạn sẽ không cảm thấy áp lực và nặng nề. Các bạn có thể xem video tiếp theo sau nhé. Cảm ơn các bạn. Goodbye.